Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về một cái chủ đề, đó chính là những cái tin nhắn hoặc là những cái câu nói đốn tim, trái tim của người mà bạn yêu. Các bạn thân mến, trong tình yêu thì không thể nào mà thiếu những cái câu nói hoặc là những cái tin nhắn chúng ta dành cho nhau để kích hoạt cảm xúc, khiến cho người hạnh phúc và từ đó gia tăng tình cảm giữa các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái câu nói hoặc những tin nhắn các bạn có thể gửi cho người ấy để tình cảm của các bạn ngày càng thắm thiết hơn và bạn sẽ có được trái tim của người ấy nhé. Cái tin nhắn đầu tiên, cái câu nói đầu tiên mà các bạn có thể gửi cho người ấy đó chính là những cái câu nói khen họ đáng yêu. Ví dụ người yêu của các bạn hoặc là người chồng của người vợ của các bạn làm một cái hành động gì đó mà các bạn cảm thấy đáng yêu thì các bạn hãy nói về cái hành động đấy, sau đó thêm một câu là ôi anh đáng yêu quá hoặc là ôi em đáng yêu quá. Ví dụ là người yêu của các bạn, chàng trai đấy ngồi thấy các bạn bày bừa những cái đồ trang điểm của các bạn hoặc là những cái thỏi son hoặc những cái món đồ xinh xắn của các bạn ở đấy, anh nhìn thấy anh ấy sắp xếp chúng lại xong rồi xếp hàng từng thứ một, bạn thấy hành động này, cử chỉ này rất là đáng yêu, vậy thì bạn hãy đừng ngần ngại và nói với anh ấy rằng ôi anh đáng yêu quá. Thì cái người nghe, người ta sẽ thấy là người ta rất là thích, người ta đang làm hành động đấy, người ta biết là cô ấy thấy mình đang rất là đáng yêu đây, anh ấy tiếp tục làm như vậy và cảm thấy rất thích thú với cái hành động mà mình đang làm, bởi vì cái hành động mình đang làm có một người đang công nhận ở đó, công nhận là mình đáng yêu, đúng không, công nhận là mình dễ thương đấy. Thế cho nên là cái câu nói này ấy, cái sự dễ thương này các bạn có thể khen nhau ở trong rất nhiều các tình huống khác nhau. Bạn thấy rằng thực sự cái hành động đấy nó đáng yêu, nó dễ thương. Chứ không phải là chỉ con gái mới được khen là đáng yêu, còn con trai thì không nên như thế. Bởi vì thực tế nhá, đằng sâu thẳm ở trong trái tim của một người đàn ông ấy thì họ cũng giống như là một đứa trẻ ấy. Có thể là trước mặt những người khác rất là nhiều, những người ngoài kia họ phải cố gắng gồng mình lên để làm một người đàn ông chín chắn, là một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mà điều quan trọng hơn là ở bên cạnh người mình yêu, mình vẫn thoải mái được thể hiện là chính mình. Mình có thể làm những cái thứ mà mình thích và mình được cô ấy khen là mình đáng yêu thì cũng rất là thích thôi, đúng không? Và ngay cả các chàng trai cũng thế, đừng thiếu đi những cái câu khen người yêu của mình đáng yêu các bạn ạ. Con gái thì rất thích khen là đáng yêu. Vì thế nếu như người yêu của các bạn, dù bất kỳ là con gái hay con trai, có những cử chỉ nào mà bạn thấy ôi dễ thương, ôi đáng yêu, đừng ngại ngùng để mà nói và khen về cái sự đáng yêu của họ nhé. Người ấy sẽ rất thích đấy. Cái câu thứ hai mà các bạn có thể nói hoặc là nhắn tin cho người ấy để khiến cho người ấy rất là sung sướng và hạnh phúc, đó chính là cái câu mà khen người đó thông minh. Khi các bạn đang trò chuyện về một cái chủ đề nào đó mà đang cần một cái giải pháp, xong rồi người yêu của bạn đột nhiên đưa ra một cái giải pháp và bạn thấy rằng ôi thông minh thế, mình không nghĩ ra được cái phương pháp đấy mà người yêu của bạn lại nghĩ ra được cái phương án đó, thì cũng đừng ngại ngần mà khen người đó thông minh và ôi anh thông minh thế hoặc là ôi em thông minh thế đấy. Những cái câu như vậy ấy, nó các bạn nghĩ rằng nó đơn giản nhưng mà những cái câu khen như thế này nó không thể thiếu trong tình yêu được, vì nó như vậy nó sẽ khiến cho người kia cảm nhận rằng người này nhìn ra cái sự đặc biệt của mình, người này nhìn ra cái sự thông minh của mình. Thế này, ví dụ ở những cái tình huống khác mình nói ra như vậy cũng không ai khen mình cả, ở đây người yêu mình nhìn ra cái sự đặc biệt đấy của mình và thế là từ đó các bạn trở thành một người đặc biệt. Người ta, các bạn nói ra các bạn vui mà có niềm vui của một người, mình ghi nhận được cái sự đáng yêu hoặc là cái sự thông minh của người mình yêu. Và cái người mà nhận được những câu nói này thì cực kỳ là sung sướng, hạnh phúc. Thứ nhất là mình được khen cái đã này. Cái khen là một cái niềm sung sướng và vui sướng. Cái thứ hai lại được khen đúng nữa này, đúng tình huống, đúng không? Vì các bạn, đấy, vừa hành động vừa xảy ra, mình chốt luôn cái hành động đấy và mình khen, thì đấy chính là mình được khen đúng thì mình còn vui nữa. Cái thứ hai nữa là mình lại được khen bởi cái người mà mình yêu nữa. Người ta ghi nhận, người ta nhìn thấy được cái điểm tốt đó của mình, cái sự thông minh đấy của mình còn vui nữa. Đấy, cái cảm xúc của cái người mà được nhận những cái lời khen, đặc biệt là những lời khen dễ thương hoặc thông minh, họ rất là thích. Cho nên lần sau nếu như trong các hoạt động mà các bạn trò chuyện với nhau hoặc gặp nhau, nhìn thấy người ấy có cái hành động hoặc cử chỉ nào mà thấy người ấy thông minh, hãy khen người ấy thông minh. Hãy nói là ôi em thông minh thật đấy, hoặc là đúng là người yêu em thông minh thế chứ. Đấy, các bạn đã nói những câu như vậy ạ. Đấy là dần dà cùng với tình yêu mà các bạn nói nhiều những câu như thế này ấy, thì đối phương và cả hai bạn cùng có cảm giác rằng chúng ta trân trọng nhau, chúng ta nhận ra sự đặc biệt của nhau và từ đó tình cảm nó khăng khít và gắn kết. Rất nhiều mối tình mà dần dần không còn cảm xúc với nhau bởi vì điều gì các bạn biết không? Bởi vì họ không còn vun đắp tình cảm của mình với những cái câu khen như thế này nữa.
Trong khi những cái câu như thế này thường là chúng ta cái thời điểm chúng ta mới gặp nhau ấy, thì chúng ta muốn gây ấn tượng với người kia thì hay chúng ta hay nghĩ ra những câu hay để nói với nhau. Nhưng một dần dần trong một thời gian dài khi bạn ở trong một mối quan hệ đấy rồi, nghĩ rằng người ấy là của mình rồi, mình không cần phải nỗ lực và cố gắng nữa, hay là mình không cần ghi nhận những cái điều tốt đẹp từ người kia nữa, thành ra là tình cảm nó đi xuống. Cho nên hãy nhớ nhá, nếu người yêu của các bạn có cái điểm tốt như thế này hoặc thể hiện cái sự thông minh dễ thương, hãy khen người đó. Người ấy sẽ rất thích đấy. Ai cũng vậy mà, ai mà không thích mình dễ thương, đúng không? Ai mà không thích mình thông minh, mà đặc biệt nó lại đúng nữa, thì còn thích nữa. Và cái câu số 3 mà các bạn có thể nhắn hoặc nói với người đấy, đó chính là cái câu nói mà khen người đấy là tuyệt nhất. Nhưng mà đương nhiên các bạn cũng đừng lạm dụng những câu nói như thế này nhá. Mình khuyến khích các bạn là nói cái gì thì nó cũng phải đúng và thật, mà mình phải cảm thấy thế thì mình mới nói. Chứ đừng cố gắng là thấy người ta bảo là nói câu này thì hay, người ta sẽ thích mà mình nói. Không các bạn ạ, hãy nói dựa vào những hoàn cảnh và tình huống thực tế mà các bạn thấy rằng tuyệt là thích, thì bắt đầu mình nói, mình khen. Thì lúc đấy cái từ khen của mình, cái câu nói của mình nó mới có giá trị. Người kia người ta thấy thật, người ta mới cảm nhận được. Chứ còn cái sự giả tạo thì không thể nào đi đến trái tim được, đúng không các bạn? Cho nên nói gì cũng phải thật. Hãy khen người đấy với những câu nói thể hiện rằng người ấy tuyệt nhất. Ví dụ người yêu của các bạn chăm chỉ, chăm chút từng tí một để nấu cho bạn một bữa ăn ngon, xong rồi bày trước mặt bạn, thì lúc đấy bạn nên nói gì? Ôi, em nấu ăn là tuyệt nhất. Hoặc là anh nấu ăn là tuyệt nhất, em thích nhất là đồ anh nấu đấy. Ví dụ như thế. Nếu các bạn thấy thực sự thích, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Tại vì bình thường chúng ta cứ ít bày tỏ cảm xúc nên người kia không biết là những cái thứ người ta làm được mình ghi nhận như thế nào. Vậy thì tại sao lại ngại ngùng để nói rằng người là tuyệt nhất trong một vài cái tình huống mà các bạn thấy rằng nó là đúng? Cái câu này các bạn có thể sử dụng trong rất nhiều các tình huống khác nhau các bạn ạ. Nhìn vào những cái hành động khác nhau của họ, các bạn có thể khen những cái câu khác nhau, nói những cái câu khác nhau về cái chủ đề là tuyệt nhất. Ai cũng muốn là tuyệt nhất cả, đúng không? Có thể thực sự họ không nghĩ rằng mình là trên đời này mình là tuyệt nhất đâu. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Quan trọng là người yêu của mình nhìn thấy cái sự tuyệt nhất này của mình, và trong mắt người yêu của mình là tuyệt nhất thì ai cũng thích. Hoặc ví dụ người yêu của bạn massage cho các bạn này, chăm cho các bạn khi ốm này, các bạn đừng có ngại ngùng, xong rồi các bạn cứ nhận những cái điều tốt đẹp đấy, xong nghĩ rằng đấy là điều đương nhiên, người yêu mình thì phải làm như thế. Xong rồi cuối cùng người kia, mặc dù người ta vẫn làm nhưng cảm xúc không được thăng hoa. Vậy tại sao không nói rằng ôi người yêu em là chu đáo nhất, ôi được người yêu em massage thì đúng là tuyệt nhất. Đấy các bạn nào, hãy nói những câu như vậy. Tại sao những câu như vậy nó có tác dụng như thế? Bởi vì sao? Bởi vì đó là người yêu của các bạn. Người ta thích người ta được là đặc biệt với các bạn. Người ta thích cái sự nhất đấy. Nó khiến cho bạn khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh, vì người đó đặc được là nhất với bạn. Đấy, đấy là cách các bạn là người đặc biệt với họ và khiến cho người ấy biết rằng người ấy đặc biệt với các bạn. Câu số 4 mà các bạn có thể nói hoặc nhắn tin cho người mình yêu để khiến cho người ấy ngất ngây vì hạnh phúc, đấy chính là cái câu ở bên anh hoặc ở bên em thật là sướng. Các bạn ạ, các bạn đừng coi thường cái sức mạnh của cái từ sướng này nhá, cái sự sung sướng. Ví dụ người yêu của bạn chiều các bạn một cái hành động nào đó, anh ấy biết bạn thích cái món này, anh ấy đi, anh ấy mua ra tận cửa hàng, mua về cho bạn bất chấp đường xá xa xôi hoặc là trời mưa gió gì đấy. Thấy anh ấy mang về cho mình sướng quá, mình vui quá. Thì mình nói là ôi, có anh đúng là sướng nhất trên đời, hoặc là có anh sướng quá, ở bên anh sướng quá. Đấy, người ta thích cái từ sướng đấy, các bạn ạ. Bởi vì người ta biết là mình là một người có cái năng lực phi thường đấy. Mình là người có cái khả năng để khiến cho người kia cảm thấy sướng. Các bạn ạ. Đấy là những cái thứ các bạn ghi nhận cái công lao, ghi nhận cái khả năng và ghi nhận cái sức mạnh của họ. Có phải là ai cũng dễ dàng có thể làm cho chúng ta sướng được đâu, đúng không? Mà khi người ta làm một cái điều gì đó mình thấy sướng, mình nói với họ, họ thích lắm. Bởi vì sướng là một trong những cái từ rất là tích cực. Người kia nghe từ bạn, trong lòng người ta sẽ có cảm xúc với cái từ đấy. Đó, họ rất là thích. Cho nên đừng ngại ngùng mà nói những câu như thế các bạn nhá. Hãy nói rằng ở bên anh thật là sướng, ở bên anh thật là thích. Nhưng nó phải gắn với một cái hoạt động nào đó mà đang xảy ra, hoặc một hành động nào đó mà các bạn muốn nhắc đến. Thì các bạn phải cùng với hành động đấy các bạn thấy rằng đúng là sướng thật, thì người kia người ta mới cảm nhận được. Mình luôn luôn coi trọng cái tính thực tế và cái tính thật ở trong mỗi câu nói của các bạn. Cho nên các bạn hãy nhớ nhá, mình cảm thấy thật thì mình hãy nói, chứ đừng có giả tạo, đừng bao giờ giả tạo. Thấy thật thì hãy nói nhá. Và cái câu thứ 5 mà các bạn có thể nói hoặc nhắn tin cho người mình yêu để khiến người đấy rất là thích thú và sung sướng, đấy chính là câu được ở bên anh hoặc ở bên em là em vui rồi.
Ví dụ các bạn đang yêu nhau, cảm thấy rất là nhớ nhau, nhưng mà lại có thể ở xa nhau chẳng hạn, ví dụ thế, thì có thể nói lúc nào mà nhớ nhớ ấy, thay vì nói ôi nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều thì nó thành nhàm đi. Thì các bạn có thể nói là nếu bây giờ mà được ở bên anh thì thích nhở, cảm giác có anh thật là thích. Thế rồi đằng sau cái câu nói đó của các bạn, người ta sẽ cảm nhận, người ta sẽ tưởng tượng về cái cảnh tượng là à, cô ấy đang thích ở bên mình đây. Nếu mà xong rồi người ta tưởng tượng cái cảnh của mình ở bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ nếp vào vòng tay mình, thì cảm xúc nó sẽ sung sướng như thế nào. Bằng cái cách này các bạn đã đem lại những cảm xúc dành cho nhau. Người ta sẽ thấy rằng cái sự đặc biệt của người ta, ai cũng thế các bạn ạ, người ta thích được là đặc biệt lắm, mà đặc biệt lại là đặc biệt với người yêu của mình. Họ thích lắm, họ cần lắm. Cho nên trong tình yêu không thể thiếu những cái thứ này. Những cái thứ này nó giống như là dinh dưỡng ấy, nó nuôi dưỡng tình yêu của các bạn ngày càng nồng thắm hơn. Cho nên đừng bao giờ thiếu những câu này các bạn nhá. Hôm nay mình đã chỉ ra cho các bạn 5 kiểu câu, 5 cái kiểu tin nhắn mà các bạn có thể nói hoặc nhắn tin cho người mình yêu, và phát triển những cái câu này ở trong rất nhiều những tình huống khác nhau, khiến cho tình yêu thăng hoa, cảm xúc dâng trào. Hai người mỗi khi nghĩ về nhau là nghĩ đến những cảm xúc thật là tuyệt vời. Mình hy vọng chúng sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc cho một bạn trong thời gian qua đã gửi tin nhắn về cho mình nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của bạn ấy. Bạn có chia sẻ như thế này: chị ơi, em xem video của chị rất nhiều, em cũng làm theo những gì chị nói, nhưng em là mẹ đơn thân và đã quen một người chưa có gia đình. Ba mẹ của người yêu em phản đối, người yêu em cũng cố gắng thuyết phục ba mẹ rất nhiều, nhưng không được. Đến khi có người mai mối cho anh ấy một bạn gái khác thì anh ấy nói sẽ không chọn em, cũng không chọn bạn kia, chỉ lo tập trung để lo cho ba mẹ thôi. Em cũng nói với anh, em cho anh thời gian để suy nghĩ từ giờ. Từ đó đến bây giờ, anh không nhắn tin, cũng không liên lạc với em nữa. Em và anh yêu xa, còn người mà ba mẹ anh ấy chọn lại là ở gần. Em không biết tình cảm giữa em và anh còn tiếp tục được không. Em mong chị đọc tin nhắn và cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em thân mến, câu chuyện của em với những bà mẹ đơn thân mà yêu một anh chàng mà chưa có gia đình, chị cũng đã tư vấn khá là nhiều rồi. Chị luôn luôn khuyến khích tất cả các cô gái, các bạn đã từng đổ vỡ trong hôn nhân hay là các bạn đã là mẹ đơn thân, không ai có thể tước đi cái quyền hạnh phúc của các bạn được. Nhưng mà phải bản thân các bạn phải ý thức được cái quyền đấy của mình, phải biết là mình xứng đáng. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là ôi mình là mẹ đơn thân, mình đã có con rồi, mình không thể nào yêu một anh chàng mà thực sự chân thành với mình đâu, không thể nào yêu được một người thực sự trân trọng mình đâu, hay là rất khó khăn để người kia chấp nhận, đúng không? Em phải biết như thế này này, bất kể là đã từng đổ vỡ hôn nhân, bất kể là đã là một người mẹ độc thân, mình đến với cuộc sống của họ là để cống hiến những giá trị mà, đúng không? Mang đến những điều tốt đẹp cho họ, mình có đến để lấy đâu, đúng không? Mình đến là để hỗ trợ họ, vì họ cần mình, vì mình với tư cách của một thiên sứ, với tư cách của một sứ giả mang đến những điều tốt đẹp. Người ta cần có mình để thấy rằng người ta có thể có niềm tin vào tình yêu với một người yêu chân thành, yêu trung thủy, mang đến những cái điều tốt đẹp, niềm vui, hạnh phúc và những sự thoải mái. Bởi vì sự chiều chuộng, bởi vì chỉ có thể là yêu mình người ta mới có được cái giá trị đấy thôi, bởi vì mình mang đến giá trị mà. Đấy, em phải biết như vậy. Và với tất cả cái điều đó, em xứng đáng có một người yêu em, thương em, đồng cảm với em, chân thành em. Để có được những cái người, một người như thế thì em phải tự ý thức được giá trị của mình đã, và em phải là một người mang đến những giá trị như thế đã, đúng không? Người ta luôn luôn phải có lý do để yêu mình mà, mình phải tạo cho người ta cái lý do để yêu đấy chứ, đúng không? Đấy, tất cả những điều chị vừa nói là cái lý do để người ta yêu em và để người ta trân trọng em. Em ạ, trên đời này không có ai mà được yêu mà nó ngẫu nhiên cả, hay là có ai được trân trọng mà điều ngẫu nhiên ấy, có lý do cả đấy. Người ta phải là người như thế nào người ta mới được trân trọng, người ta phải là người như thế nào người ta mới được yêu như thế. Bây giờ cái điều em cần bồi dưỡng đấy là cái tư thế của một người mang đến những cái điều hạnh phúc. Đấy, mình là sứ giả mang đến những điều tốt đẹp. Cái thứ hai, mình phải biết rằng mình xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp ở mình. Mình xứng đáng có một người trân trọng mình và yêu thương mình và dám chiến đấu vì mình. Việc của em bây giờ không phải là nói với anh rằng anh hãy chiến đấu vì chúng ta đi. Không, đấy là việc của anh ấy mà, đúng không? Việc của mình là mang đến tất cả những cái điều tốt đẹp, và mình chỉ trao nó cho một người ngày nào còn xứng đáng mà thôi. Còn này, ngày nào người ta không xứng đáng mà mình nhìn thấy cái sự không xứng đáng ở họ thì mình sẽ bước đi thôi. Người đàn ông của em có thể là một người đàn ông tốt, nhưng người đàn ông không đủ tuyệt vời, và hoặc là chưa đủ tuyệt vời, hay là vì mình chưa biết cách ứng xử để anh ấy thể hiện ra cái sự tuyệt vời của anh ấy, thì bây giờ mình cần phải thay đổi. Chị thấy rằng có thể trước đây anh ấy đã từng chiến đấu với em, nhưng nó không quyết liệt bởi vì anh ấy chưa thực sự nhìn ra cái giá trị ở em.
Đó chính là lý do mà khi có sự xuất hiện của một cô gái khác, anh ấy đã nói là thôi, anh từ bỏ, đúng không? Anh không chọn em, không chọn cô ấy, thôi, mệt mỏi rồi, dừng lại đi. Ồ, những cái lúc như thế mình phải bản lĩnh, mình phải có tư thế của một người sứ giả mà. Mình mang đến hạnh phúc cho anh chứ mình có đến để cướp cái gì của anh đâu, đúng không? Anh muốn dừng lại thì em không bao giờ níu kéo anh đâu, đúng không? Không phải em níu anh để cho em, là không có anh thì em không có được những giá trị tốt đẹp từ anh, không. Rất nhiều bạn thất bại trong tình yêu bởi vì các bạn đến để lấy, không phải đến để cho, không phải đến để cống hiến. Đó chính là lý do mà các bạn thất bại trong tình yêu, đúng không? Và cái sự cống hiến nó chỉ trao cho một người biết trân trọng và có đầy đủ cái sự trân trọng đó của mình thôi. Người đàn ông này có thể họ chưa nhìn thấy đủ cái sự tuyệt vời và cái cao thượng từ em. Đáng nhẽ cái lúc mà anh ấy quyết định dừng lại thì em phải nói với anh ấy một câu như thế này: quyết định cuối cùng thì vẫn là ở anh thôi. Nếu anh không thể vượt qua được cái rào cản này thì em hy vọng rằng anh sẽ có hạnh phúc và không bao giờ phải hối hận với những quyết định mà mình đã làm. Còn về phần em sẵn sàng để cùng chiến đấu và trên cùng chiến tuyến với một người em yêu. Nhưng điều quan trọng là anh ấy có đủ mạnh mẽ để chiến đấu về cái cuộc tình này. Bởi vì em chưa bao giờ nghĩ rằng mình đến với tình yêu để lấy cái gì của anh hết. Em đến là để mang cho anh những cái điều hạnh phúc này, mang được cho anh những niềm vui, cho sự thoải mái. Vì em luôn luôn nghĩ rằng người yêu của mình cần có mình thì anh mới có những cái hạnh phúc như thế. Còn nếu như bây giờ anh không cần nữa thì em nghĩ rằng cái sự tốt đẹp của mình nó nên trao cho một người xứng đáng hơn và biết trân trọng nó hơn. Nếu anh quyết định đi thì hãy cứ đi nhá. Đấy, chính bằng cái câu nói như thế, người ta nhìn thấy một cô gái hấp dẫn, một cô gái có bản lĩnh, một cô gái không phụ thuộc, rất hấp dẫn. Ngay cả khi người ta không ở bên em, người ta cũng phải trân trọng em rất nhiều. Và một khi là một người đàn ông có bản lĩnh mà nghe thấy cái câu nói của em thế, người ta thúc giục người ta phải chiến đấu vì mình, phải phấn đấu vì mình, bởi vì mình tốt đẹp quá, đúng không? Vì mình cao thượng quá và mình bản lĩnh quá. Đấy, người ta cần phải lý do, có lý do để ở bên mình, đúng không? Nhiều bạn thì cứ than thân trách phận là bảo em là đơn thân, em là đã đổ vỡ trong hôn nhân, em không có hạnh phúc. Không, không có hạnh phúc là do mình, không phải là vì cái lý do đấy, đúng không? Thời đại nó đã khác rồi. Nếu các bạn không nhìn nhận ra cái sự xứng đáng của mình ấy thì chẳng ai nhìn ra thì cái điều đó cả. Nếu bạn không biết rằng mình xứng đáng, không biết trân trọng chính mình, không biết rằng mình xứng đáng để được người khác trân trọng và yêu thương như thế nào, không ai làm điều đấy hộ các bạn hết. Người ta phải nhìn thấy cái cách mà bạn đối xử với chính mình thông qua những quan điểm sống của các bạn, cách mà bạn nói với họ, thì họ mới biết cách làm sao để đối xử với các bạn nhá. Thế cho nên là đôi khi không phải là vì các bạn không tìm được một người đáng tốt, mà đơn giản là các bạn không chưa thể hiện được rằng mình là một người xứng đáng với những điều tốt đẹp đó. Cho nên tất cả các cô gái, dù các bạn là ai, hãy biết rằng mình xứng đáng. Còn cái việc mà chiến đấu vì bạn hay không vì bạn, hãy để cho họ phải quyết định điều đó. Mình không thảm hại đâu, bởi vì mình tư thế rất tốt, đúng không? Và chị cũng muốn chia sẻ với em là đừng sợ mất người đàn ông này. Đừng sợ mất. Càng sợ mất thì càng mất. Mà càng để người ta tự do trong việc quyết định người ta sẽ làm gì thì mình càng có được trái tim của họ. Bởi vì đúng, cũng có thể là mình có một cái điểm mà có thể là bố mẹ anh ấy không thích. Đấy là mình đã là một người mẹ đơn thân, mình có con của mình, đúng không? Nhưng mà em phải biết này, một khi em bước đến tình yêu ấy, em phải có tình yêu với một người đàn ông biết chiến đấu cho em. Không chỉ yêu em nhá, mà còn yêu cả con của em nữa. Không chỉ yêu em mà còn coi cả con em như con của họ nữa. Thì lúc đấy mới là cái lúc mà mình nên cân nhắc bước vào cái mối tình đấy. Chứ không phải là mình không có giá đến cái nỗi mà có thể là người ta không dám chiến đấu vì mình vẫn ở bên người ta đâu, đâu không. Mình yêu thì yêu thật, chân thành thì chân thành thật, cống hiến giá trị thì cống hiến giá trị thật đấy. Nhưng nó cũng phải đem cho một người thực sự có bản lĩnh và xứng đáng để nhận được cái điều đấy. Bởi vì tất cả những cái điều đó em xứng đáng, em phải nhận ra, em phải nhận biết và đối xử với mình như vậy. Có thể bây giờ người đàn ông này sẽ quyết định rời khỏi em, nhưng mà với một cái tư duy như thế, với một cái tư thế như thế, với một cái lối sống như thế, sau này cái người mà em gặp sau này sẽ là một người biết trân trọng mình hơn, đúng không? Đây chỉ là một cái hành trình để mình tìm xem ai mới là người thực sự biết trân trọng mình và ai mới là người xứng đáng để mình trao đi những điều tốt đẹp mà, đúng không em? Nên chị hy vọng rằng em cũng sẽ hiểu cái điều này để mình có một cái tâm lý nó thoải mái hơn trong việc tiếp nhận cái việc một người đàn ông như thế nào nên bước vào cuộc sống của mình. Em nhá, em còn nói thêm một cái điều là cô kia thì ở gần còn mình thì ở xa. Em thân mến, cái đó nó không quyết định được gì cả. Cái quan trọng là cái ứng xử ở mình và cái bản lĩnh ở người đàn ông kia thôi. Chứ còn ở gần xa thì nó không quan trọng. Ngay cả khi bây giờ em ở gần đi, người đàn ông không có bản lĩnh, hoặc là em không biết giá trị của bản thân, không biết mình xứng đáng với điều gì, không thể hiện được bản lĩnh của mình ấy, thì ngay cả khi em ở gần, mối tình này nó cũng kết thúc. Em ạ, đã đến lúc tất cả các cô gái dù đã từng đổ vỡ hay chưa đổ vỡ, là mẹ đơn thân hay là những cô gái chưa từng yêu ai hay là đã từng yêu rồi,
tất cả các bạn phải đứng lên để xây dựng nên một cái xã hội nó tiến bộ hơn, văn minh hơn, chứ không phải là cái quan điểm cổ hủ lạc hậu là ồ em đã có con rồi thì em không có quyền hạnh phúc. Vớ vẩn. Cái tâm lý đấy là cái tâm lý của các cụ ngày xưa rồi. Các cụ hoặc là ai đó có thể đối xử với mình như thế, mình không bao giờ đối xử với mình như thế cả. Em ạ, à, đó là cái nền tảng để em có được hạnh phúc. Đó là cái nền tảng để em có thực sự cuốn hút. Và đó là cái nền tảng để người kia cũng nhận ra giá trị của mình và chiến đấu vì mình. Em nhá. Còn mình có một tư tưởng tiến bộ như này, mình sống tốt như thế này, thì mình cũng xứng đáng với một người đàn ông người ta biết trân trọng cái giá trị đấy chứ. Còn một người không biết trân trọng thì thôi, mình cũng tiện luôn đi. Mình cũng không níu kéo để làm gì cả. Níu kéo để có một người cũng lấy mình làm vợ à? Để có một người cũng là chồng à? Đúng không? Các em xứng đáng mà. Chúng ta chỉ có một lần để sống ở trên thế giới này thôi. Chúng ta chỉ có một lần để sống thôi. Hãy sống làm sao cho nó xứng đáng. Hoặc sống làm sao mà chính cái cuộc sống mà các bạn mong muốn ý. Chứ không phải là cứ phải khổ sở ở đây níu giữ một người mà không thực sự trọn vẹn với mình, hoặc là níu giữ một người mà không có bản lĩnh để chiến đấu vì mình. Vì các bạn xứng đáng nhá. Không cần phải níu kéo. Hãy để họ phải làm cái công việc mà họ cần làm. Mình chỉ cần nhìn xem họ có đủ bản lĩnh để ở bên mình không. Ở bên mình một cô gái có tư thế rất tốt, một cô gái cao thượng không? Đúng không em? Bằng cái cách mà ứng xử khác đi, em là một cô gái đặc biệt, em cũng sẽ tìm được một người đàn ông đặc biệt dành cho mình. Vì các em xứng đáng. Bất kể là quá khứ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bây giờ em là người như thế nào. Nó sẽ quyết định xem tương lai em sẽ gặp một người đàn ông như thế nào. Ai sẽ là người cho em hạnh phúc. Nó phụ thuộc vào mình hết. Chứ không bao giờ có cái chuyện là bảo là tôi đã từng thế này thế kia thì tôi không có hạnh phúc. Nó là do cái tư duy của mình, lối sống của mình hết cả. Nếu em nói rằng em đã từng đổ vỡ, em là mẹ đơn thân, em không có hạnh phúc thì đúng là em không có hạnh phúc thật. Bởi vì em không có ý chí để thay đổi. Em có thể nhìn thấy không nói đâu xa là ở nước ngoài nhá. Ở ngay Việt Nam mình đây cũng có rất nhiều tấm gương về những người phụ nữ đã từng đổ vỡ và có hạnh phúc mà. Đúng không? Bởi vì sao? Cái gì tạo nên sự khác biệt giữa cái số ít những người phụ nữ đã từng đổ vỡ mà vẫn có hạnh phúc? Cái sự khác biệt nằm ở chỗ ứng xử của các cô ấy cái khác, tư thế khác, quan điểm khác. Đúng không? Không phải ngẫu nhiên đâu các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà có những cô gái ví dụ có con rồi, là mẹ đơn thân, vẫn có được những người đàn ông mà chưa từng kết hôn yêu cô ấy, chân thành với cô ấy và xây dựng hạnh phúc với cô ấy. Các bạn ơi đừng nghĩ là ngẫu nhiên nhá. Không ngẫu nhiên đâu. Nó phụ thuộc vào cái tư duy, cái ứng xử của cô gái đấy hết. Cho nên các bạn phải ý thức được giá trị của mình. Các bạn phải biết trân trọng mình trước đã, thì rồi người kia sẽ biết trân trọng các bạn và yêu các bạn như vậy. Phải biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông dám chiến đấu vì mình các bạn nhá. Còn nếu không thì hãy tiễn đi. Trên đời này không có thiếu đàn ông, chỉ thiếu những người phụ nữ có giá trị, biết giá trị bản thân để xứng đáng với người đàn ông tốt đấy thôi các bạn nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.